hay dễ đối với anh khi đã đến với chương trình, khó anh cũng chơi, dễ anh cũng chơi. Cái vấn đề quan trọng nhất là phải nghe được thời gian, kiếm được nhiều tiền cho người mình mong muốn, giúp đỡ họ. Chứ còn khó thì càng khó thì đồng tiền càng giá trị. Thực ra đây là một chương trình mà tôi thấy rằng rất là nhân văn. Và có lẽ là chúng ta càng đi đến những nơi vùng sâu vùng xa thì mới thấy cuộc sống của nhiều người còn rất là vất vả và khó khăn. Đối với nhân vật trong chương trình ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất hạnh phúc vì các cháu mạnh khỏe, học hành đến nơi đến chốn. Còn tôi biết rằng là có rất nhiều mảnh đời nữa, thậm chí là phải bỏ dở việc học hành vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh. Cho nên là chương trình này thì tôi nghĩ rằng là nó là một chương trình rất là cần thiết đối với cuộc sống ngày hôm nay, khi mà xã hội chúng ta không bỏ ai ở lại đằng sau. Chỉ có điều là chúng ta phải tìm nhiều hơn nữa những cái cuộc sống nó còn thực sự là vất vả gian nan để mà mình đem niềm vui đến cho mọi người. Thực ra đối với rất nhiều người thì một vài triệu cũng không là cái gì. Thậm chí có những người chỉ là hết một bữa nhậu thôi. Nhưng có lẽ với một hộ gia đình ở một nơi nào đó thì đấy là một cái sự gom góp có khi phải tính đến hàng nửa năm, hoặc thậm chí là rất nhiều quãng thời gian dài. Vì vậy tôi thì rất là mong muốn sức lan tỏa của chương trình sẽ được cộng hưởng ở nhiều đài, nhiều nơi để mà rất nhiều những mảnh đời trong cuộc sống này được xem chương trình, được gặp gỡ các nghệ sĩ mà họ đã yêu thích, và đặc biệt họ sẽ nhận được những cái số tiền mà chương trình muốn dành cho họ thông qua sự nỗ lực phấn đấu của các nghệ sĩ trong chương trình. Và tôi nghĩ rằng là đủ thì không biết bao nhiêu cho đủ. Ở đâu cũng có người thiếu và đâu cũng có người thừa. Để có được sự công bằng thì thực ra là rất là khó. Tuy nhiên là chúng ta chỉ có một cái trách nhiệm là làm giảm bớt sự buồn đau và tiếp sức cho những mảnh đời khó khăn hơn chúng ta. Và trách nhiệm của các nghệ sĩ cũng như những người làm chương trình, ngoài trách nhiệm của cuộc đời ra thì còn có cái sức nhân văn ở trong đấy. Và cá nhân tôi thì mong muốn rằng là rất nhiều nghệ sĩ nữa sẽ cùng đồng hành và tham gia với chương trình, và xin chúc cho chương trình sẽ có thật nhiều sức lan tỏa để đến với mọi vùng quê, mọi vùng miền trên đất nước Việt Nam này, để mang lại những niềm hạnh phúc, mang lại sự ấm no, sự tin tưởng, và đặc biệt mang lại được cái điều tốt đẹp đến với cộng đồng của chúng ta. Thực ra đây là một chương trình thực tế, bởi vậy cho nên là rất cần cái sự lan tỏa của cộng đồng, đặc biệt ở những cái nơi mình đến thì nó tiếp sức rất nhiều cho các nghệ sĩ trong chương trình. Ngoài cái những cái thử thách của chương trình đưa ra thì nó còn có cả những cái sự cổ vũ, chung tay động viên của những cái con người sống ở nơi đấy. Thì điều này nó thể hiện được sự lan tỏa của chương trình, không chỉ những người làm chương trình, không chỉ có nhà tài trợ, không chỉ có tinh thần của các nghệ sĩ, mà có cả những cái con người đang sống và hiểu những cái hoàn cảnh như thế và cùng chia sẻ. Thì tôi cảm nhận được là đó, nếu mà mình nhân lên được cái việc này thì nó là sự thành công của chương trình. Những cái thử thách ấy nó không khó. Tôi thích thử thách nó phải khó thật sự. Bởi vì trong cuộc sống này, nếu biết vượt qua những khó khăn, những thử thách, mà những thử thách đó càng cam go thì ta thấy được giá trị của cuộc sống, ta thấy được giá trị của đồng tiền. Nếu như ngay trong chương trình của chúng ta đơn thuần là chúng ta muốn dành rất nhiều tiền, dành rất nhiều tình cảm cho nhân vật của chương trình, nhưng nếu như thử thách ấy nó đơn giản và nó dễ dãi quá thì khiến cho các người nghệ sĩ hoặc thậm chí là khán giả xem truyền hình
họ sẽ có những cái suy nghĩ là bởi vì không, đồng tiền không phải là mặc tấm tâm của chúng ta là muốn gửi tới cho mọi người, nhưng mà những thử thách nó phải thật sự là đưa người chơi, người xem chương trình vào những cái màn rượt đuổi hoặc là vào những cái sự cam go, những cái khó khăn ấy để mọi người cùng chung cái niềm tin chiến thắng đấy đối với các nghệ sĩ, để mà sau đó ta thấy những cái thử thách ấy nó cũng giống như một bài học của cuộc đời này, là đồng tiền không có gì là dễ dàng cả, không phải đơn thuần mà chúng ta có được đồng tiền ấy, mặc dù đó là cái tính nhân văn của chương trình, nhưng thông qua các thử thách thì cũng để cho người được nhận và những người xem chương trình được cảm nhận rằng là ồ, các nghệ sĩ cũng đã phải vất vả đấy, cũng đã phải lao động đấy, cũng đã phải tư duy, phải bỏ chất xám ra đấy, mặc dù nó chỉ là một cuộc chơi, nhưng để thấy rằng là cái sự nỗ lực đấy không phải chỉ riêng của các nghệ sĩ, mà sự nỗ lực đấy của cả một ekip, của cả một chương trình, và đặc biệt là nó phải thổi được vào cái tâm hồn của người xem, chia sẻ đối với họ rằng là để có được đồng tiền đấy, chúng tôi cũng lao động một cách thực sự, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ là trò chơi. Thao chân là do mình thôi, vì quá yêu thể thao, đầu gối bị đứt dây chẳng. Bây giờ thì không, bây giờ thì mổ rồi, nhưng mà vận động nhiều thì nó vẫn đau. Đặc biệt mùa đông này lười vận động, bởi vậy cho nên là khớp nó bị khô. Nên là khi trò chơi vận động thì bao giờ cũng phải bảo vệ nó, bó gối lại. Nhưng mà đó là việc riêng của mỗi người. Khi mà mình không dám đương đầu với thử thách, không dám đảm nhận được để mà nhận lời với chương trình, thì có lẽ mình cũng tự đánh mất mình, tự đánh mất cơ hội. Không, anh chỉ có điều là mình muốn sắp xếp thế nào cho hợp lý thôi. Với lại cả đợt ghi hình này của mọi người thì đúng là đợt rét nhất ở ngoài này. Bởi vậy cho nên là nếu mà ai cũng nói từ nó hơi ngại khi mà bảo là tham gia chương trình ở ngoài trời. Nhưng mà thực ra là sau khi nhận lời thì tôi có xem số đầu tiên của chương trình, thì tôi thấy một chương trình thật sự là nhân văn và có ý nghĩa. Tôi mong muốn là rất nhiều nghệ sĩ của hai miền tham gia vào chương trình này. Nó thực sự là những cái điều mình có thể làm tốt được để dành cho những mảnh đời gặp khó khăn trong cuộc sống này. Và cá nhân tôi thì mong muốn rất nhiều các nghệ sĩ ở hai miền Nam Bắc, nếu có điều kiện thì hãy tham gia với chương trình. Mọi người có thể đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ ba hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại.